là dạng mini đại, model là Victor MX-5MD. Chức năng chính của dàn này là 3 CD quạt trầm ok, MD không đọc. Phía sau dàn có ngõ optical dùng giải mã DAC 24 bit trực tiếp cho đâm ly, không cần đĩa mồi. Mình dùng chức năng này để cải thiện chất lượng âm thanh trên Max TV nhà mình. Có ngõ AUX kết nối điện thoại, TV, máy tính. FM của dàn tần số là 108 bắc full đài Việt Nam. Mini đại đúng cái nghĩa đen lẫn nghĩa bóng luôn nha. Bass của loa lên tới 14cm. Bass to nhất trong phân khúc mini và âm ly cũng vậy. Nó rất là to và nặng. Trên âm ly này mình chỉnh siêu nhiều chức năng. Các bác có thể chỉnh được chế độ lập âm này. Hiện tại thì chế độ lập âm Equalizer em đang chỉnh ở chế độ rock. Các bác có thể tùy chỉnh thêm nhiều chức năng khác nữa. Và mình có thể chỉnh được Super Bass siêu trầm. Bass lên tới 14cm, chỉnh được lọc âm Equalizer, chỉnh được tăng Super Bass. Nên bộ dàn này bass đánh rất là sâu và lực. Các bác cũng biết rồi đó, Victor lúc nào cũng vậy, cho chất lượng âm thanh rất là hay. Nghe nịnh tay vô cùng, bass trip đầy đủ để mình nghe nhạc vàng, nhạc không lời, nhạc trẻ, nhạc remix, tất cả đều hay. Các bác có nhu cầu mua hàng thì vui lòng liên hệ 0931008099 để em tư vấn. Địa chỉ bên cửa hàng em là thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Em ship hàng toàn quốc, chỉ cần các bác cho địa chỉ là bưu điện sẽ mang hàng tận nơi cho mình. Các bác vui lòng chuyển cọc giúp em 500.000, nhận hàng thanh toán số tiền còn lại và phí ship cho bưu điện. Hoặc chuyển đủ 100%, bên em sẽ tặng cho các bác một cái remote học, tức là cái khiển học. Mình có thể chỉnh được full chức năng trên dàn. Và ngoài ra bên em còn có bán đĩa CD, nhận chép nhạc theo yêu cầu. Vui lòng gửi tên ca sĩ hoặc là tên bài hát vào Zalo để nhân viên bên em chép nhạc vào đĩa CD theo đúng ý thích của các bác. Em có bán cái anten để mình cắm phía sau âm ly nghe được radio AM, FM, có nhận chuyển điện từ 100V lên 220V và nhận gắn thêm Bluetooth phía trong âm ly. Đây là tổng thể mặt sau của cả bộ dàn. Cần xem hình ảnh chi tiết thì vui lòng vào Zalo 0931008099 giúp em. Công suất âm ly là 66W, công suất loa là 100W trên cặp loa. Đây là nơi cắm anten để nghe radio AM, FM. Đây là ngõ out kết nối điện thoại, TV, máy tính. Mình có ngõ in và ngõ out. Phía dưới này là ngõ optical dùng giải mã DAC 24 bit để cải thiện chất lượng âm thanh trên Max TV nhà mình. Giải mã không cần mồi. Và bây giờ em sẽ test chức năng đĩa CD cho các bác tham khảo. Rồi em xin kết thúc clip.